Tập 23. Cha. Mẹ. Cha. Mẹ. Ai vậy? Con Xuân Lôi đây. Ai đó? Con Xuân Lôi đây. Là Xuân Lôi. Giọng của Xuân Lôi. Xuân Lôi đó sao? Xuân Lôi đó, mau thắp đèn đi. Xuân Lôi à, mẹ, cha. Cha mẹ khỏe không? Khỏe lắm Xuân Lôi. Đúng là Xuân Lôi rồi. Con ngoan. Để cha nhìn kỹ xem nào. Cha xem đi. Lần này không bị thương chứ? Không có, con vẫn khỏe mạnh đi mà. Lúc nãy khi con gọi cha mẹ, mẹ còn tưởng quan hồn con trở về. Mẹ nói gì vậy? Quan hồn đâu ra? Nghe người ta nói con bị bắn chết ở mương Quyền Tảo Cường, đầu hướng nam, chân hướng bắc. Họ kể lại chi tiết lắm. Cha mẹ còn đi nhận xác con, tìm khắp nơi quan du hẻo lánh cũng không thấy. Mẹ đừng khóc nữa, con vẫn khỏe mạnh, đứng trước mặt cha mẹ còn gì. Mau vào nhà đi con. Con không vào đâu. Sao vậy? Con phải đi luôn. Quân đội đang đợi con. Mấy năm rồi con không về. Giờ mới về thì ở 2-3 ngày có sao đâu. Mẹ, giờ con không thể về. Nếu con mà về sẽ gây rắc rối cho cha mẹ đó. Chừng nào đuổi được giặc Nhật đi, cả nhà mình sẽ đoàn tụ. Cha hiểu. Cha hiểu mà. Cha hiểu con trai của cha. Con à, cha không cản con đâu. Mau đi đi. Đi đi con. Đừng khóc nữa. Mau lấy chút gì cho con mang đi ăn. Mẹ, mẹ đừng lấy. Con không cần gì hết. Sao vậy? Không cần đâu. Cha mẹ giữ lại mà ăn. Thấy cha mẹ vẫn còn sống khỏe mạnh là con đã vui lắm rồi. Không còn sớm nữa. Con đi đây. Thôn chúng ta có 45 người làm bác lộ quân. Bọn họ đều được khiêng về. Bây giờ chỉ còn con và Ngạn Minh còn sống thôi. Tướng quân, tôi đưa người tới rồi. Sĩ quan. Từng làm kỵ binh bác lộ quân đúng không? Sĩ quan, không có, tuyệt đối không có. Không được nói dối. Có làm vài ngày. Cậu thuộc đại đội của Hàng Mãnh Tử đúng không? Dạ phải. Vậy từng gặp trung đoàn trưởng của chúng chưa? Gặp rồi. Nghe nói hắn là cô giác của Trung Quốc. Có đúng vậy không? Cô giác sao? Cô giác. Cô giác. Cô giác. Sĩ quan. Đúng là như vậy. Nghe nói đao pháp của hắn lợi hại hơn Hàng Mãnh Tử. Có đúng vậy không? Cái này thì tôi không biết. Họ chưa từng so đấu, nhưng từng đấu với giặc Nhật. Khốn kiếp, tôi nói lộn. Xin lỗi, tôi nói lộn. Sĩ quan bớt giận.
Hắn có nghe lệnh ông ta không? Có, cả trung đoàn. Chỉ có mình ông ta dám chửi Hàn Mãnh Tử. Cậu tới đó một chuyến. Dạ sĩ quan. Đây là lệnh. Cậu thay đồ khác đi, rồi đi cùng Nishimura. Sĩ quan, ý anh là sao? Chúng tôi nhận tin tình báo mật, một cơ quan quân khu Bắc Lộ Quân đang tiến về phía đội kỵ binh. Cậu và Nishimura đi trinh sát, tìm vị trí chính xác của chúng. Kỵ binh quân đế quốc sẽ tập kích đường dài, tiêu diệt cả cơ quan quân khu và đội kỵ binh. Sĩ quan, không ổn đâu. Sĩ quan, người trong đội kỵ binh đều biết tôi. Sĩ quan, tôi không đi trinh sát được. Cậu đi là thích hợp nhất. Đây là lệnh. Sĩ quan, nếu cậu bỏ trốn hoặc bắn đứng Nishimura thì quân đế quốc sẽ giết cả nhà cậu. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Tôi hiểu rồi sĩ quan. Đi đường nào? Đường này lâu rồi tôi không đi. Tôi quên mất đường đi đường nào rồi. Mọi người qua đây, tôi muốn nói vài lời. Buổi kiểm duyệt hôm nay không bình thường đâu. Không chỉ có Tư lệnh Triệu, chính quỷ Tần, bí thư Hoàng của phân khu 4 tới, cả chủ nhiệm thôi, tham mưu trưởng Dương cũng đều tới. Đây là một cơ hội tốt để đội kỵ binh chúng ta thể hiện. Có hiểu chưa? Trung đoàn trưởng đã dặn không được để sai sót. Trung đội 3 chúng ta, ai mà gây ra sai sót gì thì về đây tôi lấy rồi quất mông. Đừng cười. Đã hiểu chưa? Dạ hiểu. Gì đây? Cậu đang làm trò gì vậy? Báo cáo trung đội trưởng, bờm ngựa của tôi hơi rối. Trên thì dựng, dưới thì lệch, dưới này thì rối. Tôi kéo hết qua một bên, cột nặng cho rủ xuống, tới lúc kiểm duyệt bờm sẽ thẳng nếp. Tiểu Ngô đúng là tỉ mỉ. Tốt, nhìn thấy chưa? Học tập Tiểu Ngô đi. Đây chính là tấm gương, hiểu chưa? Không chỉ phải chỉnh đốn bản thân, mà phải chỉnh đốn cho ngựa nữa. Đã hiểu chưa? Dạ hiểu, chia ra kiểm tra đi. Đứng lại, người thôn nào? Đứng im, đứng im. Thôn Bạch Mã. Trước đây tôi hay đi đường này. Không nhận ra tôi sao? Nhiều người quá không nhớ. Lấy giấy thông hành ra. Được. Đứng im. Để tôi lấy giấy thông hành. Đi vội quá, bỏ quên ở nhà rồi. Táo đỏ, táo đỏ, táo đỏ, nè. Ăn táo đỏ đi. Chúng tôi đem cỏ cho ngựa của Bắc Lộ Quân. Hết đống này vẫn còn hai bó nữa. Mau cho chúng tôi qua đi. Chuyến sau nhớ đem giấy thông hành. Được, được.
Sĩ quan, không thể đi tiếp nữa, đi tiếp sẽ dễ bại lộ lắm. Phải đi, đây là mệnh lệnh. Rõ. Không được nói chuyện nữa. Cậu kia thẳng cái lưng lên. Mọi người chú ý nha. Lát nữa thủ trưởng tới. Thủ trưởng chào các đồng chí thì mọi người phải đáp chào thủ trưởng. Giọng vừa phải đều, vừa phải to rõ. Đều là nam tử hán, dùng hết sức mà hô. Đã hiểu chưa? Dạ hiểu. Chúng ta tập một lần nha. Chào các đồng chí. Chào thủ trưởng. Hô to lên nữa. Chào các đồng chí. Chào thủ trưởng. Tốt lắm, lát nữa thủ trưởng tới. Cứ hô như vậy nha. Chính quỷ, chính quỷ. Chỉ tập mỗi câu này thôi sao? Tập mấy câu? Một câu này tập cả buổi còn chưa xong. Còn đòi tập mấy câu? Ai nói, mọi người hô rất tốt mà. Lỡ thủ trưởng tới mà nói câu khác thì sao chúng tôi đáp được? Nói câu gì được? Lỡ thủ trưởng nói đội kỵ binh quá đỉnh thì chúng tôi phải hô thủ trưởng đỉnh sao? Thủ trưởng đỉnh. Lưu Sư Lôi, nghiêm túc chút đi, không là tôi đá cậu ra đó. Được rồi, tập lại lần nữa. Đội kỵ binh đỉnh, thủ trưởng đỉnh. Hô lộn rồi. Không được cười. Nghiêm túc chút đi. Tập lại lần nữa. Chào các đồng chí. Chào thủ trưởng. Không được nói bậy bạ. Tư lệnh Trần, đây đều là nòng cốt của Hồng quân cũ sao? Nhìn trận thế cũng sĩ khí quá. Nòng cốt quân chủ lực đó. Đúng vậy, đội kỵ binh mà, cùng cưng của thủ trưởng Lưu Đặng đó. Lần này chính quỷ Đặng đích thân gõ nhịp, phân phối đội kỵ binh cho các anh, chứng tỏ tầm quan trọng của việc phân khu đó. Đi. Không tồi. Nghiêm. Báo cáo thủ trưởng, trung đoàn kỵ binh phân khu 4 quân khu Ký Lỗ Dự kiểm duyệt quân đội chuẩn bị hoàn tất, mời thủ trưởng kiểm duyệt. Có thể kiểm duyệt. Rõ. Bắt đầu kiểm duyệt. Rút đau. Nghiêm chào. Chào các đồng chí. Chào thủ trưởng. Chào các đồng chí. Chào thủ trưởng. Chào các đồng chí. Chào thủ trưởng. Người đầu tiên lại. Tư lệnh Trần. Lãnh đạo vùng này đều đang ở đây sao? Tiếp theo, mời tư lệnh ra chỉ thị. Các đồng chí, đội kỵ binh các cậu quá đỉnh. Các cậu cười gì vậy? Các cậu nên cười. Chiến sĩ cách mạng thì phải có tinh thần lạc quan của cách mạng. Bây giờ
tôi sẽ cười cùng các cậu để chúng ta đánh bại kẻ xâm lược. Trong tiếng cười của mình, đánh bại kẻ xâm lược, 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 đánh bại kẻ xâm lược. Đừng đuổi nó, để nó ở lại đi. Các đồng chí, con ngựa non này chạy vào đội ngũ chúng ta chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ tình thế chống Nhật hiện tại đã có chuyển biến tốt. Cả con ngựa non này cũng muốn tham gia đội kỵ binh chúng ta. Nào, tất cả mọi người, chào mừng nó gia nhập đội kỵ binh nào. Hay quá. Trung đội trưởng, Trung đội trưởng, sao anh lại ngồi vậy? Quá ra là sấm. Tôi cứ tưởng pháo của giặc Nhật. Sấm này đúng là to thật, giống như trời sắp sập vậy. Mà sao Trung đội trưởng chưa ngủ vậy? Tôi thấy hơi bồn chồn, cảm giác không ổn lắm. Bồn chồn sao? Sao lại vậy? Ngoài kia chỉ có tiếng sấm và tiếng mưa, đâu còn gì khác đâu. Trung đội trưởng, anh nghĩ nhiều rồi, anh mau ngủ đi, khuya lắm rồi. Được rồi, kệ tôi, cậu mau ngủ đi, nằm xuống đi. Anh cũng ngủ đi, cứ ngủ đi. Đắp chăn vào đi. Có biến, tất cả tập hợp. Quân địch đang tới rồi. Quân địch tới tập kích chúng ta rồi. Trung đội 2 tập hợp, chuẩn bị chiến đấu. Trung đội 3 tập hợp, chuẩn bị chiến đấu. Các đồng chí đừng quản, nghe tôi chỉ huy. Đại đội 4 theo tôi ra nghênh đánh giặc. Các đội khác yểm hộ cơ quan quân khu rút lui. Các đồng chí, dù có chảy hết máu, chúng ta vẫn còn xương. Đại đội 4 theo tôi, xông lên. Trung đội trưởng, nguy hiểm lắm. Bắn. Các đồng chí, xông lên, xông lên. Trung đoàn trưởng,
Báo cáo tướng quân, bắt lũ quân đột ngột phản kích đang chống cự kịch liệt. Bọn giặc kia tới đây. Bắt lũ quân và kỵ binh chạm trán nhau, thường đều sẽ rút lui. Lần này để chống cự kịch liệt, Nishimura, ban này lúc đi trinh sát phát hiện nhân vật lớn của bắt lũ quân sao? Đúng vậy, tuyệt đối chính xác. Trung đoàn trưởng đội kỵ binh của chúng đang ở đây. Tông Ngọc Lương dâng tới cửa rồi, toàn lực tác chiến, không được để hắn thoát. Tông Ngọc Lương, tên cô dắt của bác lộ quân, xem ngươi trốn đi đâu. Các dũng sĩ, xông lên. Trung đoàn trưởng, cẩn thận! Trung đoàn trưởng! Trung đoàn trưởng chạy đi, chúng nhắm vào anh đó. Các đồng chí, vụ địch gì phía đông? Phía đông quá nguy hiểm, rút về thôn đi. Gọi trung đoàn trưởng đi, yểm hộ cơ quan quân khu và thủ trưởng rút về phía đông. Đuổi theo cho tôi. Chuẩn bị pháo, dùng pháo để chặn bắt lũ quân đang bỏ chạy. Báo cáo tướng quân, mưa to quá, tầm nhìn hạn hẹp, rất khó nhắm chuẩn mục tiêu. Bắn đi, tập trung bắn về phía kia cho tôi. Bắn hết toàn bộ pháo đi. Trung đoàn trưởng, 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 mau lên ngựa đi, dụ quân chủ lực của giặc, yểm hộ cơ quan rút lui, mau lên, không, anh cưỡi ngựa của tôi đi, mau đỡ trung đoàn trưởng lên ngựa, tôi không lên nổi đâu. Các cậu mau đi đi. Đi mau. Muốn đi thì cùng đi.
Ai không nghe lệnh là tôi bắn đó. Có chết tôi cũng muốn chết cùng anh. Đi mau. Chúng tôi đưa anh đi. Trung đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng, đi mau, đi mau. Trung đoàn trưởng, đừng để Tông Ngọc Lương chạy. Tấn công. Tướng quân, Trung đoàn trưởng Tông chết rồi.
chết không ngã ngựa. Dù là địch hay bạn cũng đáng được trao kiếm nhà binh và an táng. Tướng quân, có cần để lại ký hiệu không? Không. Không những không được để lại ký hiệu mà còn không được để lại vết tích gì. Dùng sức toàn quân để san phẳng chỗ này, san phẳng mộ của ông ta, là để đả kích sĩ khí của Bắc Lộ quân, để chúng không bao giờ tìm được chỉ huy của mình. Phải để chúng biết chúng không thể thắng được kỵ binh quân đế quốc. Tôi hiểu rồi. Sang phẳng chỗ đó đi. Theo điều tra của chúng tôi, tin tức nội bộ của chúng ta là đáng tin. Di thể trung đoàn trưởng được chôn tại chỗ. Địa điểm cụ thể ở đâu không rõ. Nghe nói tên Okamura đích thân hạ lệnh dùng ngựa chiến san phẳng mộ trung đoàn trưởng, không thể tìm được vị trí. Tư lệnh, họ tới rồi. Tư lệnh Trần, vẫn chưa tìm được thi thể của lão tông. Báo cáo thủ trưởng, tôi nhớ vị trí đại khái. Tôi muốn đưa trung đội đi tìm thử. Chúng tôi sẽ đào từng chút một, đào xuống từng thất đất, cũng phải tìm được di thể của trung đoàn trưởng. Lúc đó tôi cũng có mặt, tôi đi cùng cậu ấy. Chiến dịch 5 năm sắp bắt đầu rồi. Đây là chiến dịch lớn do thủ trưởng tổng bộ đích thân sắp xếp. Quân đội quân khu Ký Lỗ Dự phải tham gia phối hợp tác chiến. Chiều tối mai phải tới vị trí chỉ định. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Như vậy đi, đội kỵ binh cùng dốc sức tìm. Dù có tìm được hay không, lễ truy điệu đồng chí Tông Ngọc Lương vẫn sẽ được cử hành. Rõ. Trung đội 3 theo tôi. Trung đội 2 theo tôi. Đồng chí Quản Vũ Thuần, theo cân nhắc của đảng ủy phân khu, kể từ hôm nay anh làm quyền trung đoàn trưởng đội kỵ binh kiêm ủy viên chính trị. Rõ. Tôi sẽ không phụ sự tin tưởng của lãnh đạo. Có không? Không có. Có không? Không có. Có không? Không có. Sao rồi? Không có. Trung đoàn trưởng, anh ở đâu? Trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng. Trung đội 2 và 3, quân đội chuẩn bị lên đường. Hết thời gian rồi, nhưng chưa tìm được trung đoàn trưởng. Thủ trưởng quân khu chỉ thị, di thể trung đoàn trưởng xong trận sẽ tìm sau. Vậy sao mở lễ truy điệu được? Các anh dễ phạm di chỗ trung đoàn trưởng hy sinh, tổ chức lễ truy điệu tại đó. Thủ trưởng, trưởng khu Tôn tới rồi. Lão Tôn, anh đích thân tới sao? Tư lệnh Trần, tôi không thể không tới. Tôi và các thôn dân phải đưa tiễn Tông Ngọc Lương. Lão Quảng, trưởng khu Tôn, tôi có tội. Tôi có lỗi với lão Tông. Tới giờ vẫn chưa tìm được di thể của lão Tông. Được rồi, đừng nhắc chuyện cũ nữa. Xương cốt chôn khắp núi xanh, cần gì còn da bọc thay. Trên chiến trường là vinh quang của quân nhân. Đồng chí Tông Ngọc Lương là người con của nhân dân Trung Quốc. Anh ấy được chôn ở đất Trung Quốc.
là chết có ý nghĩa. Nói rất hay. Tôi và các thôn dân đều cảm thấy tự hào về đồng chí Tông Ngọc Lương. Các đồng chí dù chảy hết máu thì vẫn còn xương. Đó là lời thề khi còn sống của đồng chí Tông Ngọc Lương. Hôm nay anh ấy dùng máu và hy sinh của mình để thực hiện lời thề đó. Lễ truy điệu đồng chí Tông Ngọc Lương chính thức bắt đầu. Tất cả xuống ngựa. Tấu quân nhạc. Tưởng niệm đồng chí Tông Ngọc Lương. Nghiêm. Nghiêm. Tiếp theo, chiến hữu thân thiết của đồng chí Tông Ngọc Lương, nguyên trung đoàn trưởng đội kỵ binh kiêm ủy viên chính trị, đồng chí Quản Vũ Thuần lên đọc điếu văn. Đánh bại phát xít Nhật, báo thù cho trung đoàn trưởng. Đánh bại phát xít Nhật, báo thù cho trung đoàn trưởng. Đánh bại phát xít Nhật, báo thù cho trung đoàn trưởng. Đánh bại phát xít Nhật, báo thù cho trung đoàn trưởng. Báo thù, 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 báo thù. Tiểu đoàn trưởng thôi, mời anh một ly. Mong anh chỉ giáo nhiều hơn. Dẹp đi. Khốn kiếp. Lúc trực ban không được uống rượu, các cậu không biết sao? Sĩ quan, tiểu đoàn trưởng thôi kêu uống, chúng tôi không dám chống. Cút ra. Rót rượu cho tiểu đoàn trưởng đi. Rót đi. Cậu nhìn lại bộ dạng mình đi, còn là quân nhân không? Cứ uống như vậy sẽ mất mạng đó. Chết thì chết thôi, liên quan gì tới anh? Cậu không hiểu sao? Cậu có nhiệm vụ, nhiệm vụ bán mạng cho quân đế quốc, hiểu không? Uống rượu. Uống rượu sao? Được. Uống. Tôi cho cậu uống. Uống đi. Uống cho tôi. Uống đi. Anh. Thank you.
nhốt hắn lại. Yeah.